Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình quay clip này để giới thiệu với tất cả các bạn về vỏ kem Hồng Kông Hồng chuẩn loại 1 mà shop mình đang phân phối. Hiện tại thì trên thị trường cái bộ kem Hồng Kông Hồng này nó không giống như cái bộ kem Hồng Kông Cam vì nó đã bị trà trộn rất là nhiều hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vào rồi. Các bạn rất là khó phân biệt. Bữa trước mình đã làm clip để phân biệt cái bộ kem Hồng Kông này rồi. Các bạn chú ý xem lại nhé. Bây giờ mình chỉ nói qua. Cái kem Hồng Kông chuẩn loại 1 thì khi nào cái 3D này nó cũng rất là óng ánh, rất là sắc nét này các bạn nhé. Cái hoa bên góc này nó nhạt màu thôi, nó không có lè, nó không có xanh lè. Đấy, nó nhạt mà rất là óng ánh như dát bạc đây này. Cái tem này thì hiện tại hàng giả nó cũng có rồi. Rất là đẹp. Phía đằng sau thì có đầy đủ thông tin của sản phẩm, có ngày sản xuất, hạn sử dụng ở đây các bạn nhé. Rất là đẹp đấy nhé. Phía bên trong cũng vậy. Phía bên trong nó cũng óng ánh 3D. Cũng óng ánh 3D như vậy nha các bạn nhé. Mình quay cho các bạn thấy này. Đó, bữa trước mình cũng đã cho các bạn nhận diện cái bộ kem Hồng Kông Hồng chuẩn loại 1 rồi. Bên shop mình thì không có phân phối những cái dòng kem linh tinh, những cái hàng giả của Việt Nam làm nhái lại. Mà đây, hàng này là mình nhập trực tiếp từ bên Trung về, từ Đài Loan, Trung Quốc về, có hóa đơn chứng từ đầy đủ đây các bạn này. Có hóa đơn chứng từ đầy đủ ghi bằng tiếng Trung. Mình nhập trực tiếp từ bên đó về chứ mình không có bán mấy cái hàng mà Việt Nam làm nhái lại đâu. Nên các bạn mua hàng bên mình là yên tâm là các bạn sẽ được mua hàng chuẩn loại 1, không có trà trộn hàng giả hàng nhái. Mình chuyên bán lẻ và bỏ sỉ cho các spa và các điểm bán lẻ trên toàn quốc. Các bạn nào có nhu cầu nhập sỉ bên mình thì vui lòng nhắn tin cho mình theo số Zalo 0359 447 339 nhé. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái bộ kem Hồng Kông màu hồng. Trong một bộ kem thì các bạn sẽ được tặng một cái test thử gồm 3 lọ kem ngày, kem đêm và kem chống nắng, tương ứng với 3 lọ kem ngày, kem đêm và kem chống nắng của bộ lớn. Đây là cái tờ hướng dẫn sử dụng, có cả tiếng Việt trong đây. Một bộ như thế này thì gồm có 5 sản phẩm: kem ngày, kem đêm, kem chống nắng, sữa rửa mặt và serum. Trước hết là mình sẽ nói về cái kem ngày. Cái kem ngày khi nào nó cũng đặt ở vị trí này. Kem ngày này thì nó có thành phần là kim trùng thảo, bột ngọc trai, ngọc trúc, bạch chỉ, bột trân châu. Rất là nhiều, có cả tinh dầu, hoa thủy tiên, cam thảo, nho đỏ, sáp ong và collagen. Đây này, bên chất kem ngày nó trắng, trắng như sữa, trắng hơi ngà ngà một tí chứ không phải trắng tinh. Không phải trắng tinh như bộ cam mà nó trắng hơi ngà ngà một tí nhé. Nó có mùi thơm hơi hắc hắc. Hắc hơn cái bộ xanh. Và nó có nhiều dưỡng chất hơn cái bộ xanh nhé. Đây là kem đêm. Kem đêm thì có thành phần là nhân sâm, đương quy, trân châu, hùng quả cao, tàng hồng hoa, bạch cập phụ tử, phấn hoa, rất là nhiều. Màu sắc của nó thì có màu mỡ gà này. Màu mỡ gà này các bạn này. Không phải cái màu vàng khè đâu. Cũng không phải trắng nhợt đâu. Màu mỡ gà các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy không? Màu mỡ gà nó rất là thơm. Thơm mùi hắc hắc của thảo dược. Chứ nó không phải thơm cái mùi mà của nước hoa thuốc tẩy đâu. Hai cái lọ kem ban ngày và kem ban đêm này thì nó có tác dụng là trị nám chuyên sâu. Các loại nám mảng, nám đốm, nám chân sâu là nó sẽ đánh bay tất cả các loại nám. Ở những bạn mà có làn da bị rám nắng, bị cháy nắng hay bị đen lì thì xài thì nó sẽ trắng da nhé. Các bạn bị nám thì nó sẽ bay nám đi rất là tốt. Và nó làm cho các bạn là se khít lỗ chân lông, đều màu da. Và da dẻ của các bạn sẽ trắng sáng mịn màng nếu các bạn xài thường xuyên nhé. Nếu các bạn xài thường xuyên. Đây là hũ sữa rửa mặt. Hũ sữa rửa mặt của... Hũ sữa rửa mặt của bộ kem Hồng Kông Hồng. Nó có thành phần bột trân châu trong đây. Và rất là nhiều thảo dược quý khác. Là mình nặn cho các bạn thấy này. Mình sẽ nặn lên cho các bạn thấy. Nó có màu trắng, ánh ánh, bạc. Trắng mà trắng trắng trong. Chứ không phải trắng tinh. Chứ không phải trắng tinh như 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 cái tờ giấy đây. Đó, không phải trắng tinh như cái dòng chữ đây đâu. Trắng mà trắng trong. Lỏng vừa vừa. Lỏng sệt sệt vừa vừa chứ không phải là đặc quánh như bột.
Không phải như dạng bột đâu các bạn nhé. Không phải bột mà dạng bột trắng tinh là không phải. Cũng không phải đặc quánh, cũng không phải lỏng như nước. Có mùi thơm rất là dễ chịu. Cái sữa rửa mặt này nó sẽ có tác dụng là lấy sạch những cái bụi bẩn bã nhờn trên da của các bạn. Sạch sâu treo trong cái lỗ chân lông. Và không có làm khô da của các bạn đâu. Vì nó rất là ít bọt, nó rất là dịu nhẹ. Đây là cái kem chống nắng. Kem chống nắng của bộ Hoàng Công Hồng này thì nó ở dạng nén này các bạn này. Nó không giống như cái bộ cam. Ở bộ cam thì nó ở dạng lỏng. Ở bộ này là bộ hồng nó ở dạng nén, nó có thành phần tinh dầu trong đây. Vì vậy mà bộ hồng này không không hợp cho những bạn mà có làn da dầu. Có làn da mà dầu dễ nổi mụn mà hay bị bóng nhờn là các bạn không có xài bộ hồng mà các bạn xài bộ cam nhé. Cái bộ hồng này chỉ dành cho những bạn mà da khô, da dễ bị bong chóc, khô, ngứa, đỏ rát mà hay bị dị ứng là các bạn xài bộ hồng. Nó sẽ có tác dụng là chống chống lại tia UVA, UVB cho các bạn cực kỳ tốt. Còn đây là chất serum. Chất serum này có thành phần hoa hồng này, thành phần hoa hồng Bulgari. Đây, đây là cái chai mới mới tinh các bạn nhé. Cái chai serum thật mới tinh là nó đặc quánh như thế này này, nó không có chảy. Đây là cái loại mới tinh, mình không có xịt nữa, mình đang xài cái chai này, xài được một nửa đây. Xài được gần hết rồi đó. Nghiêng qua nghiêng lại nó không chảy các bạn thấy không? Xài gần hết rồi nhưng mà nghiêng qua nghiêng lại nó vẫn không chảy, nó rất là đặc. Rất là thơm, xài lên da rất là sướng. Chỉ cần vài giọt thôi là có thể thể thấm đều hết cả mặt rồi. Rất là dễ thấm. Thấm mà nó thấm nhanh. Chai serum này thì có tác dụng là làm cho giữ ẩm cho làn da của các bạn. Giữ ẩm cho da của các bạn nhé, se khít lỗ chân lông và làm đều màu da cực kỳ tốt đối với những bạn mà có làn da không đều màu. Đó là về cái bộ kem Hồng Công Hồng, về cái chất kem như vậy. Còn về cách sử dụng, thì mình cũng nói luôn về cách sử dụng cho các bạn nhé. Thì buổi sáng là các bạn sẽ rửa mặt, sau đó là các bạn sẽ xoa serum. Sau đó là các bạn sẽ xài kem ngày, sau đó là kem chống nắng. Buổi tối về thì các bạn tẩy trang, sau đó là mới rửa mặt, sau đó là thoa serum rồi đến kem đêm. Các bạn lưu ý một điểm là khi các bạn rửa mặt là các bạn xong và các bạn phải để thật khô da mặt rồi các bạn mới xài đến serum. Xài serum thì các bạn cũng phải vỗ cho thấm đều cho khô rồi các bạn mới đến kem ngày. Đến kem ngày được các bạn cũng phải thấm, phải đợi cho thấm, vỗ đều cho thấm hết lên mặt rồi cho khô rồi các bạn mới xài kem chống nắng. Chứ các bạn đừng có xài vội. Các bạn đừng có xài mà đang xài cái mặt còn đang ướt mà đã đi thoa serum. Rồi thoa serum chưa kịp khô rồi các bạn đã chuyển sang cái này. Như vậy là nó sẽ làm mất cái tác dụng của từng cái loại này. Mỗi một loại, mỗi một sản phẩm là nó có tác dụng đặc thù. Nếu các bạn xài như vậy là nó sẽ làm mất đi cái tác dụng rất là đặc biệt của từng sản phẩm như vậy nhé. Các bạn chú ý. Còn buổi tối về thì các bạn chú ý là các bạn nên tẩy trang. Các bạn tẩy trang, tẩy sạch cái lớp kem chống nắng đi. Bởi vì cái kem chống nắng này nếu mà các bạn không tẩy trang mà các bạn rửa mặt luôn thì nó sẽ không sạch được. Nó có cái thành phần tinh dầu và nó đồng thời nó cũng là kem trang điểm luôn. Nên bất kỳ khi nào các bạn trang điểm hay là thoa kem chống nắng, các bạn đều phải tẩy trang trước khi rửa mặt và làm các cái bước chăm sóc da ban đêm. Chứ các bạn đừng có để nguyên cái mặt như vậy. Và các bạn rửa mặt thì nó sẽ không sạch. Còn về cách tẩy trang thì mình cũng có làm video clip khác để hướng dẫn các bạn. Các bạn chú ý theo dõi nhé. Các bạn có nhu cầu mua hàng xin liên hệ với mình qua số Zalo 0359 417 339. Và mình sẽ tư vấn cho các bạn cái bộ sản phẩm nào phù hợp nhất đối với làn da của các bạn nhé. Chào tạm biệt tất cả các bạn.